tình yêu. Sau một thời gian dài nghỉ dịch thì CC cùng với CC Thanh Tâm đã quay trở lại với chúng ta rồi đây. Hiện tại thì hai CC đang có mặt tại câu lạc bộ Đài Hoa vô cùng là xịn sò chúng ta đấy ạ. Nhân tiện cái lúc mà CC cùng với CC Thanh Tâm đang set up lại câu lạc bộ với gồm các cái đầu sách rất là nhiều luôn, hơn 3.000 đầu sách ở đây, thì CC Thanh Tâm có nói là rất là muốn gửi tặng cái món quà này đến cho tất cả các bạn ở đây. Những cái bộ sách mà hôm nay CC gửi tặng cho các bạn thì khác so với những cái sách mà đang có ở thư viện. Do vậy mà các bạn đừng lo lắng, những bạn nào mà các bạn có thể đến có điều kiện để đến được câu lạc bộ thì các bạn có thể đến mượn trực tiếp những đầu sách gốc có ở đây cũng được, hoặc là các bạn có thể đến và đọc. Còn ngày hôm nay thì những sách ở đây thì CC và CC Life sẽ gửi tặng cho các bạn. Để nhận được những bộ sách này thì chúng ta chỉ có 3 bước vô cùng đơn giản thôi. Bước đầu tiên đó chính là các em hãy chia sẻ video này để lan tỏa giúp CC. Bước thứ hai đấy chính là mình hãy ấn đăng ký và theo dõi kênh YouTube Tiếng Nhật Online Anido. Và bước thứ ba đấy chính là các bạn hãy comment ở bên dưới những cái bộ sách, những cái thể loại truyện, hài tranh hay là sách thì mà các bạn muốn nhận. Ví dụ theo CC thì những bạn nào mà học tiếng Nhật sơ cấp, các bạn có thể nhận những bộ sách truyện tranh thì nó sẽ dễ đọc hơn. Những bạn nào mà đang học trung cấp và cao cấp thì các bạn có thể nhận những quyển tiểu thuyết hoặc là sách về kỹ năng cũng được nhé. Với những bạn mà đang chưa biết là mình muốn cái thể loại chuyện gì á, nhưng mà mình vẫn muốn có một cái quyển sách liên quan đến tiếng Nhật để mình khám phá, thì các bạn đừng có quên là để lại bên dưới đó là trình độ tiếng Nhật hiện tại á, để CC có thể biết được là phù hợp với cái đầu sách nào, đúng không? Chứ không thể nào mà tặng một bạn đang trình độ N5, N4 một cái quyển tiểu thuyết thì rất là dài và có rất là nhiều kanji được, đúng không nào? Những sách ở đây thì đều rất là mới luôn các em ạ. Các bạn nhìn nhá, CC còn bọc túi bóng hẳn hoi. Hầu như tất cả những sách ở thư viện á thì CC đều bọc túi bóng để mình bảo vệ sách, và sách đã đọc rồi tuy nhiên là mới nguyên. Tất cả những sách này CC đều gửi trực tiếp từ bên Nhật về. Ở Việt Nam thì chắc là không có nơi nào bán cho các bạn đâu. Các bạn hoàn toàn yên tâm, là sách rất là nhiều, các bạn nào đó có cơ hội để nhận hết. Và CC khuyên là mỗi chúng ta nên có ít nhất đó là một quyển truyện tranh đi, để chúng ta khám phá nó như một cái thế giới mới vậy. Nhất là những bạn nào mà đang học Kai Hoa, đúng không? Kai Hoa và các bạn trong này nó hoàn toàn khác so với những gì mà chúng ta học ở trên sách vở, nên là ít nhất nên có một quyển trước nhé. Conan thì trước CC Live có gửi tặng rất là nhiều rồi đúng không? Vâng, về tặng hết một bộ luôn rồi nhá. Đây là tại về bộ mới rồi nên là bạn nào muốn thì cứ comment ở bên dưới nhá, CC sẽ ok. Các em ơi, các em nhớ đừng quên chia sẻ video này để mình có thể nhận sách và làm theo 3 bước như CC có hướng dẫn ở trên nha. Và CC cũng rất là mong muốn có thể gặp các bạn trực tiếp ở câu lạc bộ của hai CC. Xin chào và hẹn gặp lại các tình yêu ở những buổi tặng sách sau nha.